Chào bác nhá, hôm nay cửa hàng Ba Trang lên clip giới thiệu cho mọi người 4 con máy thổi lá xách tay. Đấy, hàng Nhật bãi nhá. Ở đây hôm nay em sẽ lên clip và sẽ gồm có máy 4 thì này và máy 2 thì nhá. Có hai con Makita 4 thì siêu VIP cho các bác luôn. Đó, cái sản phẩm này phù hợp cho các bác nào mình làm công việc bảo vệ này, hay là vệ sinh môi trường này, hay là các bác làm bảo sân bóng này, thổi những cái máy này rất là tiện lợi. Những cái máy này đều là máy xách tay thì cho các bác thổi rất là ok nhá, và đặc biệt là rất là lợi xăng. Những con máy này thì nó rất là tiện lợi trong công việc mà gia đình, hoặc đặc biệt các bác nào mà hay phải làm công việc thổi lá quét dọn nhá. Đó. Rồi, thì giới thiệu cho các bác 4 con máy. Có hai con máy Makita hàng siêu lướt cho các bác nhá, siêu lướt các bác ạ. Đó. Các bác phải biết như nào là hàng siêu lướt, gọi là hàng trưng bày nhá. Hàng như chưa đổ xăng, và hai con máy 2 thì. Đó, một con Tanaka, con máy Echo nhá. Số điện thoại cửa hàng là 0976123320. Bác nào quan tâm sản phẩm liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cửa hàng bên em. Thì xin phép giới thiệu chi tiết luôn cái lô máy ngày hôm nay. Thì giới thiệu nhanh cho bác 4 con thôi. Đó, 4 con thôi. Thì đầu tiên ngày hôm nay thì giới thiệu cho bác một con máy đến từ thương hiệu của Tanaka. Con này Hitachi nhá. Hitachi Tanaka là một. Con này thì mang công suất là 24cc, nòng 34 ly. À, cái hàng xách tay, con này thì ống này, ống của nó không còn nhá. Các bác nào về ấy, mình thích ống dài thì các bác có thể lấy ống tiền phong, ống 76 các bác gắn vào đây thì ok luôn. Đó. Máy này khá là đẹp nha các bác chưa? Máy này rất là đẹp, máy được tích hợp chụp giật trợ lực nhỏ nhá, trợ lực nhỏ. Đây cái ống này, các bác nào mua thì em tặng luôn cái ống này, ống tiền phong C2 nhá. Ống này thì ô tô kẹp không vỡ luôn chứ đừng nói mà. Đó. Lắp vào thế này rất ok. Con này thì rất là tiết kiệm xăng, máy 2 thì những cái dòng động cơ của Tanaka anh em biết rồi nhé. Chạy rất là bốc, lợi xăng và rất là bền. Đó. Chạy siêu lợi xăng. Đối với những con máy như này các bác thổi một cái bình xăng này, các bác có thể thổi được tầm 1 tiếng rưỡi đồng hồ nhé. Mà các bác thổi một cái diện tích mà tầm 1 hecta chẳng hạn thì các bác thổi cũng chỉ là mất tầm 15 đến 20 phút thôi. Cũng rất là nhanh. Rồi, thì rất là tiết kiệm và rất là kinh tế cho mọi người. Đó. Test nổ cho các bác con đầu tiên ngày hôm nay. Con này giá 1,7 triệu, bao phí ship cho các bác nhá. Rồi test nổ đây. Bây giờ trắng phao này, rất là mới nhá. Ok. Ok, rất là mạnh nhá. Rất là êm. Các bác về, các bác cắn cái ống này vào thì thổi nó được mạnh hơn vì nó gom gió, nó tụ gió về thì thổi cực kỳ là mạnh. Đó. Ui mưa quá. Rồi, tiếp theo con số 2. Số 2 ngày hôm nay thì giới thiệu cho các bác một con máy thổi lá đến từ thương hiệu của Echo. Con này cũng là máy 2 thì này, cũng là máy 2 thì nhá. Con này là mang nhãn hiệu là EGB 2500, máy được trang bị là công suất là 26cc, 34 ly. Dòng Echo này thì dòng chạy rất là lợi xăng. Đây, nó thương hiệu là Eco nhá. Đấy, con máy này thì là vì là màu trắng cho nên là cái vỏ nó nhìn không được bóng đẹp lắm. Máy được tích hợp là chụp giật là trợ lực nhỏ các bác nhá, chụp giật trợ lực nhỏ, trọng lượng máy là 5 kg. Có máy 2 thì những cái hàng này thì vẫn phải so sang phá nhớt này. Đó. Nói chung là cái dòng này thì chạy cũng rất là bền rồi, cũng rất là êm rồi. Đó, con này thì bán cho anh em giá là đi 2 triệu bao phí ship. Rồi test nổ thì máy con số 2 cho mọi người. Rất là êm nha bác nhá. Êm như chó thở luôn. Rồi. Con này giá 2 triệu bao phí ship, một con Echo. Tiếp theo con số 3, số 4 này thì giới thiệu cho các bác hai con Makita siêu VIP cho các bác này. Hàng siêu lướt luôn nhá. Thì đầu tiên con số 3. Con này thì hàng rất là đẹp, các bác có nhìn hình thức là tổng quan nhá. Rất tiếc là về nó bị chảy xước, hay là người ta cũng có sử dụng qua rồi thì nó chảy xước tí xíu này. Thì nói chung là không ảnh hưởng đến máy nhá. Rất tiếc là nó. Các bác nào cầu kỳ muốn mua con máy về sưu tầm thì các bác nó không được hoàn thiện lắm nhá, vì là rất tiếc thôi. Rất tiếc là nó bị xước cái này. Các bác nhìn từ những cái bình xăng mình xước nó này, hàng như chưa xài luôn. Hàng 4 thì, nói chung là hàng này thì các bác không phải pha xăng pha nhớt. Cứ thế là về là đổ châm nhớt vào trực tiếp vào cái buồng nhớt đây. Đấy, buồng nhớt ở đây nhá. Thì các bác đổ trực tiếp và các bác châm xăng trắng vào các bác thổi. Đó, những cái hàng này thì 4 thì người già dùng rất là thích. Thứ hai là phụ nữ dùng rất là thích.
cái máy 4 thì nó rất là lợi xăng, rất là lợi xăng luôn. Cái thứ hai là máy chạy cực kỳ là mát máy nha, cực kỳ là mát máy. Đó, mùa hè cũng như mùa đông chạy không bao giờ là sợ nó máy nó nóng lắm các bác nhá. Con này thì bán cho anh em giá là 2.800.000, 2.800.000. Nói chung là hàng này thì bao VIP cho các bác luôn, bao cực kỳ là VIP luôn, máy móc thì đẹp đến 97% luôn cho mọi người. Rồi, test nổ tiếng máy số 3 cho các bác nhá. Rất là nhẹ nhàng, rất là êm ái luôn. Ok. Rất là mạnh luôn. Ok. Con này là 2.800.000 nhá, bao phí ship cho anh em. Cực kỳ là đẹp luôn, xuất sắc. Có VIP. Rồi, tiếp theo. Cuối cùng ngày hôm nay, con số 4. Con số 4 này là con gọi là hàng thiếu cái thùng nha các bác nhá. Không có một vết trời sượt, không có một vết gọi là gợn nhá. Cực kỳ là nét luôn. Nói chung là tất cả công số kỹ thuật nó đều giống con số 3 này, đều là trang bị là công động cơ 4 thì 26cc, nòng 34 ly, xăng riêng nhớt riêng. Đó thì vì là trời mưa nó bắn nước mưa vào đây, cho nên là em sẽ quay clip nhanh cho các bác. Con này thì bán cho anh em giá là 3 triệu nhá. Nếu các bác cầu kỳ hơn thì các bác chọn con này, chỉ hơn 200 nghìn thôi. Mình mua con máy về. Đấy. Vợ biết người ta vợ không mắng được vì là không có một vết trước nào và rất là độ hoàn thiện rất là cao. Con này thì bán cho anh em giá là 3 triệu bao phí ship. Rồi, test nổ tiếng máy con số 4 con cuối cùng ngày hôm nay cho các bác. Rất là êm. Ok. Con này thì nghe cảm giác tiếng máy nó được êm hơn con này tí xíu nhá các bác nhá. Êm hơn một tí xíu. Rồi, con này giá là 3 triệu bao phí ship đến tận nhà cho anh em. Đó. Bác nào quan tâm đến sản phẩm hoặc là muốn tư vấn thêm sản phẩm liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0976123370. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video. Xin chào tất cả mọi người nhá.